thấy mình quan trọng. Vì em biết nói cười đông lúc và em đóng cửa chặt khi khóc thầm trong phòng. Ngỡ như nắng hạ một ngày mưa xuống, người ta chạy đến và lấy đi. Trong cùng cực hay khôn đốn, chẳng ai lại không. Nhưng em vẫn cố hiểu tại sao đừng nên.